Gần đây, mạng xã hội đang rất xôn xao trước thông tin về lịch phát sóng của nhiều dự án phim cổ trang đang được đông đảo khán giả chờ đợi. Theo đó, vào năm 2004 sẽ là cuộc đua của các diễn viên đình đám nhất nhì showbiz như Dương Mịch, Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Dương, Lý Thấm, Vương Hạc Đệ. Câu hỏi đặt ra là liệu dự án phim nào sẽ đại bạo khi đối đầu nhau? Giữ Phượng Hành. Giữ Phượng Hành là một dự án phim cổ trang tiên hiệp đánh dấu sự tái hợp của cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sau thành công của Sở Kiều Truyện. Được truyền thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng cùng sự tham gia của dàn diễn viên đình đám, bộ phim này được khán giả mong đợi rất nhiều. Theo thông tin gần đây cho biết, Giữ Phượng Hành sẽ chính thức ra mắt trong quý 1 năm 2024. Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Nguyệt Hồng Thiên. Đọ sức với Giữ Phượng Hành là Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Nguyệt Hồng Thiên của Dương Mịch và Cung Tuấn. Sở hữu dàn diễn viên xinh đẹp và tạo hình ấn tượng, dự án cổ trang này đã khiến khán giả đứng ngồi không yên. Nếu bắt đầu phát sóng trong quý 1 năm 2004 như dự kiến, nó sẽ chắc chắn là một đối thủ đáng gờm của Giữ Phượng Hành. Thêm vào đó, Dương Mịch lại là kỳ phùng địch thủ lớn nhất của Triệu Lệ Dĩnh, nên Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Nguyệt Hồng Thiên lại càng được mong ngóng hơn bao giờ hết. Trường Tương Tư 2. Sau sự thành công của Trường Tương Tư 1, phần tiếp theo của phim này đang được mong đợi rất nhiều từ khán giả. Thông tin mới đây đã tiết lộ rằng Dương Tử sẽ trở lại với dự án cổ trang này vào quý 1 năm 2024. Mặc dù cần đợi một thời gian dài, tuy nhiên nhiều người hâm mộ đang hào hức được xem cuộc đọ sức giữa Dương Tử và hai đàn chị đình đám là Dương Mịch trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Nguyệt Hồng Thiên và Triệu Lệ Dĩnh trong Giữ Phượng Hành. Khánh Dư Niên 2. Sau 3 năm kể từ phần 1 phát sóng, Khánh Dư Niên 2 cuối cùng đã thuận lợi khai máy vào tháng 5 vừa qua. Tiếp tục với cốt truyện của phần đầu, phần 2 của Khánh Dư Niên vẫn sẽ xoay quanh Phạm Nhàn, Trương Nhược Quân cùng cuộc hành trình chống lại những âm mưu, thủ đoạn đáng sợ trong cuộc chiến vương quyền. Đồng thời, nhiều bí mật sâu kín lâu năm liên quan đến Phạm Nhàn cũng được hé lộ. Sau thành công rực rỡ của phần 1, phần 2 đương nhiên vẫn rất thu hút sự quan tâm của khán giả. Việc có thể tập hợp dàn diễn viên cũ cũng khiến cho khả năng gây bão màn ảnh của phần 2 càng thêm chắc chắn hơn bao giờ hết. Do đó, chỉ cần có một kịch bản ổn là đủ. Hiện tại, sức hấp dẫn của Khánh Dư Niên 2 đang rất mạnh mẽ, với hơn 6 triệu lượt đặt xem trước, một con số khổng lồ mà ít ai ngờ đến. Phàm Nhân Tu Tiên. Phàm Nhân Tu Tiên được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của tác giả Vong Ngữ, kể về Hàn Lập Dương Dương, một chàng trai nghèo có ngoại hình bình thường, sống trong một ngôi làng núi. Cuộc đời Hàn Lập đã thay đổi hoàn toàn khi anh tình cờ gia nhập một môn phái nhỏ trong giang hồ. Mặc dù tư chất của Hàn Lập ban đầu không có gì nổi bật, nhưng thông qua sự cố gắng không ngừng nghỉ, Hàn Lập đã có thể tu luyện thành tiên. Phàm Nhân Tu Tiên là một dự án lớn, tuy nhiên nó cũng gây ra nhiều tranh cãi, chủ yếu xuất phát từ việc Dương Dương đóng vai chính quá khác biệt so với miêu tả ban đầu của nhân vật Hàn Lập trong tác phẩm gốc. Hơn nữa, diễn xuất của anh cũng không nhận được đánh giá cao từ một số khán giả. Mặc dù vậy, vẫn có một phần khán giả vẫn đặt niềm tin vào bộ phim Phàm Nhân Tu Tiên và hy vọng vào Dương Dương. Anh Hùng Chí. Câu chuyện của Anh Hùng Chí bắt đầu từ một mảnh da dê bí ẩn, mở ra một cuộc hành trình đầy thăng trầm và số mệnh ly kỳ của những nhân vật phong vân. Họ phải đối diện với sự lựa chọn giữa tình yêu và thù hận, sau đó là thực hiện lý tưởng bảo vệ cho đất nước. Anh Hùng Chí là một tác phẩm ý nghĩa về tình yêu gia đình và đất nước, kế thừa lòng trung nghĩa và sự chính trực của các anh hùng trong thiên hạ. Từ khi bắt đầu quá trình khai máy, Anh Hùng Chí đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ phía khán giả. Ngoài việc tác phẩm gốc đã quá nổi tiếng, phim còn sở hữu dàn diễn viên đình đám với sự tham gia của nam thần cổ trang hàng đầu Thành Nghị và nữ diễn viên trẻ tài năng Lý Nhất Đồng. Mặc dù không tạo ra sự chú ý lớn như những tác phẩm như Khánh Dư Niên 2 và Phàm Nhân Tu Tiên, Anh Hùng Chí vẫn nhận được sự đánh giá tích cực từ khán giả và được hy vọng rằng sẽ đạt được thành công đáng kể. Đại Phụng Đả Canh Nhân. Hứa Thất An, Vương Hạc Đệ vốn là một cảnh sát hiện đại, nhưng sau một sự cố, anh bất ngờ xuyên không đến một thế giới hoàn toàn mới. Cũng từ đây, Hứa Thất An bắt đầu cuộc phiêu lưu và trở thành một bổ khoái, dẫn thân và giải quyết các vụ án bí ẩn. Cuộc sống và tương lai của anh sẽ dễ đi đâu? Liệu anh sẽ ở lại trong thế giới mới này hay trở về thế giới hiện đại mà anh đã từng sống? Đại Phụng Đả Canh Nhân được nhận xét là có nội dung mới lạ khi kết hợp độc đáo giữa thế giới tu tiên và phá án khiến khán giả vô cùng thích thú.
Bộ phim này dựa trên tác phẩm gốc của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân và mang phong cách hài hước, tạo ra cảm giác thoải mái và không gây căng thẳng. Đặc biệt với thành công của nhiều bộ phim cổ trang kết hợp với yếu tố phán hiện nay thì Đại Phụng Đả Canh Nhân có tiềm năng sẽ bùng nổ trên màn ảnh. Những bộ phim cổ trang trên đều là những dự án lớn và hiện đang rất thu hút sự quan tâm của khán giả. Mọi người đều rất háo hức chờ đợi ngày lên sóng chính thức của các bộ phim này. Còn bạn thì sao? Bạn ấn tượng với tác phẩm nào nhất?